Xin chào anh em đã quay trở lại với X-Studio. Như đã biết thì đầu năm nay Xiaomi đã công bố chiếc AirDots và ngay lập tức được đánh giá là một trong những mẫu true wireless giá rẻ đáng mua đến từ một thương hiệu lớn. Nhưng nếu để nói là đáng mua nhất thì có lẽ sẽ còn nhiều đối thủ mà chiếc tai nghe của Xiaomi phải vượt qua. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng anh em có một cái nhìn về một chiếc tai nghe true wireless có thể nói là rất ngon trong tầm tiền giá rẻ, nhưng mà không phải đến từ Xiaomi mà là John Smart. Với mẫu tai nghe mới toanh mang tên là Spunky Beat, giá bán của sản phẩm này thì ban đầu là 990.000 đồng trên Lazada, nhưng trong đợt sale ngày 11 tháng 11 vừa qua thì đã giảm xuống còn 550.000 đồng và giờ hiện tại là khoảng 690.000 đồng, không tệ chút nào đúng không nào? Cái đầu tiên đáng nói về chiếc True Wireless này có lẽ là từ bên ngoài, và phải nói là mình khá hài lòng với cách đóng gói sản phẩm trong tầm tiền. Phần vỏ hộp được đóng gói bằng bìa cứng, khá chắc chắn, và khi mở hộp sẽ thấy toàn bộ phần tai nghe và hộp sạc. Ở dưới sẽ có hai ngăn đựng dây cáp USB-C, bộ đệm tai và dưới cùng là sách hướng dẫn sử dụng. Hết. Về phần thiết kế bên ngoài của chiếc John Smart Spunky Beat thì như đã đề cập, đây là một sản phẩm giá rẻ nên là chất liệu chính của nó sẽ hoàn toàn bằng nhựa, nhựa từ phần hộp sạc cho đến tai nghe. Nhưng được cái là vẫn có nét cao cấp hơn tầm tiền nhất định khi mà được gắn thêm một cái dây đeo bằng da giả. Chiếc hộp sạc làm theo hình quả trứng và có đèn báo pin ở nắp dưới, cổng USB-C ở sau lưng, và thú vị nhất là đáy hộp còn có một dây USB nhỏ nữa. Chắc là để dùng trong trường hợp anh em quên mất dây sạc thì vẫn có thể dùng dây sơ cua này sạc tạm cũng được. Tiếp đến là về chiếc tai nghe thì như đã đề cập ở đầu, chiếc Spunky Beat này được xác định là đối thủ của Xiaomi AirDots, và thực tế là kiểu dáng tai nghe khá là tương đồng với thiết kế tối giản nhất có thể khi phần housing rất nhỏ gọn. Còn phần faceplate sẽ là dạng cảm ứng nhưng được trang trí thêm dải đèn báo xung quanh cùng một hoa văn đồng tâm khá là nổi bật. Các lệnh cảm ứng trên phần faceplate không khác nhiều so với các tai nghe True Wireless thông dụng khác, như là ấn một lần để dừng bài, ấn giữ để chuyển bài và ấn 3 lần liên tiếp để điều chỉnh âm lượng, hoặc nếu ở ngoài màn hình chính sẽ gọi trợ lý ảo. Đèn báo của tai nghe thì sẽ có hai dạng là đèn đỏ báo sạc và đèn xanh báo kết nối, rất dễ nhận biết. Tương tự như nhiều tai nghe sử dụng kết nối Bluetooth thì chiếc Spunky Beat sẽ cho phép bạn kết nối riêng rẽ hoặc kết nối cả hai tai cùng một lúc. Cách kết nối rất dễ. Với lần đầu kết nối, bạn chỉ cần đưa tai nghe vào hộp sạc khoảng 10 giây là tai sẽ bật nguồn, sau đó rút tai khỏi hộp sạc là đèn báo sẽ nhấp nháy và trên điện thoại sẽ hiện ra tên của tai nghe là John Smart Spunky Beat. Kết nối vào là xong. Cảm giác đeo của tai nghe thì rất nhẹ, và thực sự là nhiều khi là mình không có cảm giác là đang đeo tai nghe luôn. Về chất lượng âm thanh, có thể nói là mình tương đối hài lòng vì ít nhất là trong tầm giá rẻ thì chiếc tai nghe này cho chất âm khá là tương đồng với một chiếc Sony MH750 vì các giải âm tương đối cân bằng và vẫn có một chút bass được nhấn nhá. Và nếu so sánh trực tiếp với chiếc AirDots của Xiaomi thì mình khẳng định là chiếc John Smart này ngon hơn. Khả năng đàm thoại của tai nghe cũng khá tốt khi hỗ trợ các công nghệ lọc âm thanh của Qualcomm. Nếu xét về chất lượng âm tổng thể thì chiếc tai nghe này sẽ ở mức trung bình khá, nhưng với tầm giá dưới 700.000 thì như vậy là rất tốt rồi. Bởi không chỉ riêng chất âm mà chiếc Spunky Beat còn có thêm khá công nghệ như là Bluetooth 5.0, hỗ trợ aptX và có chip Qualcomm QCC3020 cho độ trễ âm thanh rất thấp, ổn định với bán kính kết nối lên đến là 15m. Chiếc tai nghe này thì cũng hỗ trợ chống nước tiêu chuẩn IPX5, nên là anh em có thể đeo và nghe dưới một số điều kiện ẩm ướt như là trời nồm hay là mưa nhỏ đều được. Cuối cùng thì là về thời lượng pin. Chiếc Spunky Beat được trang bị dung lượng pin là 500 mAh trên hộp và 50 mAh trên tai nghe. Thời gian nghe khi sạc đầy có thể lên đến là 7 tiếng đồng hồ hoặc 1 tiếng đồng hồ sau khi sạc 5 phút. Đây thực sự là những con số ấn tượng, và chiếc hộp sạc có thể cho tai nghe nghe được 24 giờ liên tục. Nhìn chung thì chiếc John Smart Spunky Beat này là một mẫu tai nghe Bluetooth có giá thành hợp lý, và nhất là đang được sale với giá như thế này thì sẽ là rất đáng để sở hữu. Nó có một chất âm tương đối ổn trong tầm tiền, thời lượng pin tốt, có USB-C, có chống nước, khả năng nghe gọi ổn định, lọc ồn tương đối ổn, nên có thể coi đây là một mẫu tai nghe rất đáng để cân nhắc trong tầm giá chỉ vài trăm ngàn đồng. Anh em nên cân nhắc nha. Và vậy thôi, vừa rồi thì là những đánh giá cũng như là chia sẻ của X-Studio về chiếc tai nghe True Wireless John Smart Spunky Beat. Anh em có bất kỳ ý kiến gì thì có thể để lại comment ở bên dưới nhé. Cũng đừng quên là bấm like và subscribe để ủng hộ cho X-Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.